và tìm hiểu xem. Yeah. Đôi đầu tiên, hiện tại trong lô này có hai đôi Infinity ngoài cùng bên kia và bên này. Còn bên kia là dòng Kappa. Kappa thì các bác đã nghe rồi, Kappa 5, Kappa 6, Kappa 7, Kappa 8, Kappa 9. Infinity quá nổi tiếng với dòng Kappa rồi. Còn bên này là dòng Infinity cổ. Ở giữa là một đôi loa cổ. Cổ tiếp theo phễu kèn luôn, bass 30 kèn. Tiếp tục nữa đến với con bell box. Bell box này thì các bác tìm hiểu xem nó huyền bí hay là nó hiếm có hay nó như thế nào, thì tí em đọc model các bác cứ tìm thì sẽ biết. Bắt đầu vào với chương trình thì giới thiệu luôn này, từ đôi này. Với đôi Infinity này phải nói luôn là nó đẹp. Với loa bãi như này nói một câu là đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc. Quá đẹp luôn. Con này được thiết kế với hai bát 25. Một chung hai tép. Đấy các bác nhìn nhé, em quay một lượt qua này, sau đó em nhấc e căng ra để cho các bác nhìn cho nó dễ, được chưa? Đây. Kappa này có e căng hết. Em nhấc ra nhé. Em nhấc e căng ra cho các bác nhìn. Đấy. Nhấc e căng cho các bác nhìn cho nó chất. Được chưa? Được chưa? Xem nó có đẹp ngất ngây không? Quá đẹp luôn. Chơi hay, bày đẹp các bác ạ. Tiếp tục đây nữa, em nhấc nốt e căng con này ra này. Nhấc nốt e căng, bác đợi tí. Táo hai tay, nó nặng lắm, nó chắc lắm. Chơi hay, bày đẹp. Đấy. Đấy, e căng. Nhấc hết e căng ra, được chưa? Đây, tiếp tục đến với con này. Con này là đôi thiết kế với lại 5 loa một thùng. Thì trước mắt quý vị đây đang nhìn thấy một loa. Con này một con súp nằm ở dưới gầm. Con này một bát đánh dưới gầm ạ. Con bát gầm. Đấy, thấy chưa? Phải nói luôn là quá đẹp. Đẹp lung linh. Ho đây con. Đẹp lung linh. Bắt đầu vào giới thiệu giá luôn, xong giới thiệu chi tiết. Đối với lại đôi loại Infinity, hai bát, một bát gầm, một bát ngang, hai tép, một chung này. Chút nữa giới thiệu model sau, con này có mức giá 15.800.000. Đôi này 15.800.000. Đôi thứ hai được thiết kế với 4 loa. Một bát 30 phễu toàn giải, chưa? Một bát 30 phễu toàn giải, chung giấy, hai tép giấy, lỗ thông hơi. Con này mức giá 10.800.000. Các bạn nào nhanh tay thì đến thì kịp. Sang với lại con Bell Vox M70. Các bạn nhớ nhá, model này Bell Vox M70, các bác cứ tham khảo xem nó dòng loa nó hiếm như thế nào và nó có nhiều trên thị trường hay không. Dòng này là mức giá của em nó là 13.900.000. Con này nặng như các bác bê cục đá luôn. 13.900.000. Và sang đến đôi loa cuối cùng, đó là đôi loa Kappa. Dòng loa Kappa này báo cáo quý vị là các bác nghe đến Kappa Infinity, dòng Kappa này nó quá nổi tiếng rồi. Nó nổi tiếng Kappa các mã 5, 6, 7, 8, 9. Đấy. Thì để đi vào chi tiết, mời quý vị vào với lại đôi loa Kappa này đầu tiên luôn. Con này được thiết kế với lại một bát 27. Con này phải bát 27, gần 30 rồi chứ không phải 25 nữa. Bát 27 gần mút. Con chung của nó nhìn nó trường. Dòng này thì lời âm thanh của nó thì không phải nghĩ rồi, còn một con tép điện. Với con Kappa này báo cáo quý vị là em sẽ quay ra phía sau cho các bác nhìn chi tiết hơn. Kappa này, model của đằng sau hết này. Đây là đôi loa Infinity Kappa 7.2, Kappa 7. 7.2i series 2, quý vị nhớ nhá. 7.2i series 2, không phải dòng trơn, series 2. Con này có hai cái tinh chỉnh, hai volume tinh chỉnh cho giải chung và giải tép, cũng như giải lời. Giải chung và giải tép. Đây. Hai tinh chỉnh, các bác muốn nghe min max, các bác muốn nghe giải tép cao thì vặn lên cao, giải chung lời cao lên thì vặn lên, tùy. Con này có hai cầu đánh B-way. Hai cầu B-way. Đây đấy, con Kappa. Em nói em quay thật chậm cho các bác nhìn này. Chắc nói mới cũng được chứ chả cần.
nói là đôi loa này mới cũng được, được chưa ạ? Đấy, lỗ thông hơi phía dưới cùng đây, con này là chắc nịch luôn, chắc nịch. Chắc nịch luôn. À, đôi loa này có kích thước thì báo cáo quý vị là em thước thì em nhiều, nhiều bác lại bảo không có thước. Là thước có đây này, nhưng mà cầm cái thước này ra để đo thì nó cứ hơi ngượng ngượng, để em kéo em căng căng nó ra cho các bác, nó dài quá thì nó rất là khó, nó vướng vướng. Đây, để cho các bác một cái khoảng nó rất định này. À, con này à, chiều cao này, chiều cao của em nó 1m08, chiều cao 1m08, được chưa? Đấy, đấy nó hơi vướng đấy, nó rất là khó cho cái chuyện di chuyển. À, chiều ngang này, à, chiều ngang của con này là 36,8, chiều ngang 36,8, được chưa? Chiều sâu này, đấy nó vướng lắm, một mình là chiều sâu 25, 26, cái căng nó phải 28. Nên báo cáo quý vị, thước thì có nhưng mà nó hơi vướng đấy, quý vị thấy chưa? À, mức giá của đôi loa Kappa này báo cáo quý vị là con này bao hay bao chất, bao zin cho quý vị mà chơi hay bày đẹp. Những đôi này thì để bày vào những căn phòng rất là sang trọng, quá là sang trọng luôn, đẳng cấp. Mức giá 16.800.000. 16.800.000. À, còn sang đến bên đây. Đến bên đây nữa đó là dòng loa Bell. Riêng cái thương hiệu loa với âm ly rồi là đầu đài của hãng Bell này này. Các bác biết là nó không sản xuất nhiều ở trên thị trường, nó sản xuất có số lượng giới hạn. Các bác nhìn hộ em nhé, đây là model này, Bell M70, công suất max 100W, trở kháng 4 ohm. Con này bát xuống thì quý vị phải phê luôn, hàng Đan Mạch đi mắc. À, với đôi loa này bao chất, bao hay, bao zin cho quý vị và bao hàng hiếm luôn cho quý vị luôn. Mức giá 13.900.000. Vỏ vân gỗ rất là đẹp. Với dòng loa Bell này thì con nào cũng được nẹp một đường chỉ nhôm xung quanh e căng. Con này e căng đẹp lắm ạ. Đây, mặt sau của nó e căng em vẫn lắp này. Đây, cái e căng phía dưới này vẫn còn. Đấy. E căng logo còn nguyên hết. Con này bao đẹp, bao chất luôn. À, với con loa Bell này thì báo cáo quý vị là chiều ngang này. Đấy, nó hơi vướng, một tay cầm máy quay mà chiều ngang 35. Được chưa? Chiều sâu, cái khoảng sâu nhất của nó này, nó khoảng độ 28 cả e căng, khoảng sâu nhất. Đấy, còn chiều cao, báo cáo quý vị là nhiều quý vị thì bảo ghi sẵn trong quay, nhưng mà ghi suốt là được, nhiều lắm. Còn chiều cao của nó này, chiều cao của nó là 65cm, chiều cao 65. Đấy. À, mức giá là 13.900.000. Em đảm bảo với quý vị là riêng đôi loa này thì quý vị mua về ít đụng hàng lắm, không có hàng đâu mà đụng. Không có hàng đâu mà đụng. Sang đến đôi tiếp theo nữa là đôi loa cũng không bao giờ đụng hàng mấy. À, đôi này quý vị nhìn đây. À, con này nó là dòng loa cổ. Dòng loa cổ. Loa quá cổ luôn. À, vỏ gỗ, con này thùng thì rất là sâu, thùng nó phải sâu khoảng độ gần 40cm, cao nó phải 70. À, để đi vào chi tiết thì quý vị nhìn đây. Con này nó thiết kế với lại một bát 30 nhé. Này. Quay này. Một bát 30 được chưa? Một bát 30. Màng giấy, gân vải tẩm dầu, có phễu luôn. Con phễu. Màng giấy này. Sang trên này con chung giấy. Em quay sát cho quý vị nhìn cho nó đẹp như thế nào. Phải nói luôn là nó đẹp như kiểu nó còn cả phấn ở trên loa. Đó, nhìn chưa? Được chưa? Con chung giấy, nhìn cả con tép của nó đây. À, đối với con loa này mà mức giá em vừa nói cho quý vị 10.800.000 thì chẳng còn gì để nói nữa. Các bác không nhanh thì không kịp. Bác nào không nhanh, em khẳng định riêng đôi loa này không nhanh, không đến lượt đấy. Em chỉ nói luôn nhanh. Bát 30, không nhanh không đến lượt. Mức giá 10.800.000. 10.800.000 được chưa? Ê căng của nó đây. Ê căng của em nó đây. Được chưa? Ê căng. Đấy. Thì còn là về cái logo model của em nó đây. À, với model của con này nó là 1G2940 4 way. Báo cáo quý vị là đối với dòng loa này thì nó là dòng loa cổ. Nó còn một số cái mác tem rồi.
dòng này chắc là từ Canada, K1, tất cả đều là loa châu Âu hết đấy. Đây là cũng yên đấy, cái căng nó đầy đủ đây. Đây con này cái căng để đầy đủ được chưa. Thế thì quay vào với lại đo kích thước thì em sẽ đo luôn kích thước cho các bác này. Bác nhìn em đo kích thước của nó luôn nhé cho nó dễ này. Và các bác là cái kích thước của nó là chiều ngang này. Chiều ngang của nó 41. Chiều cao này. Chiều cao của nó là 74. Chiều sâu 36. Chiều sâu 36. Đấy là đối với đôi loa cổ mua. Mức giá 10.800.000. Em nó có mức giá 10.800.000. Quay sang đến với đôi loa này thì con này phải nói luôn là chắc là bê một mình chỉ bê được một đoạn thôi. Nặng lắm. Con này thì nặng lắm. Con này được thiết kế với lại hai bát 25. Cái bát quý vị đang nhìn đằng trước đây này, một bát 25 này là đây. Còn phía dưới gầm đây nó còn một con bát nữa. Thì chút nữa em sẽ ngửa cái bát cho bác gì. Hai bát 25, một bát ngang. Tép thì đây. Đây một con chung này. Con chung này quý vị nhìn nó giống không? Nó Infinity nhưng mà chung. Con chung này thường hay nằm ở những loa Philips. Quý vị nhìn chưa? Con chung của nó thì quá đẳng cấp rồi. Hai tép nhé. Đây một con tép. Quý vị nhìn này. Đây một tép và đằng sau còn tép nữa. Đây nhé. Đằng sau có cả tép. Đằng sau có cả tép đấy nhé. Quý vị chứ? Chú ý nhé. Có tép đấy. Ở đây là con Infinity cho quý vị nhìn luôn model này. Infinity Columin này, hai là mã hay cái gì ấy. Em thì em không biết đọc tiếng Anh, em cứ đọc thế thôi. Các bác cứ nhìn đọc hộ em cho nó dễ. Hai tinh chỉnh. Đây nhớ phải vặn cái tinh chỉnh này lên không, nhiều lúc bỏ lại bảo test lại bảo. Hai tinh chỉnh, nhìn chưa. Đấy, ê căng thì quá đẹp rồi. Quay ngay lúc đầu cho bác rồi. Mức giá của em nó có mức giá là 15.800.000. 15.800.000. Đấy, 15.800.000. Thì các bác đợi em chút, em ngửa con loa lên để cho các bác nhìn cái bát. Cái bát của nó. Đây. Em ngửa cái con loa ra cho các bác nhìn con bát nằm dưới đáy đây. Đấy, khi đặt nó ngửa ra thì các bác đã nhìn thấy đây. Đây một con bát úp gầm của nó đây, bát 25 tiếp. Con bát này xử lý bát úp gầm đấy ạ. Được chưa ạ? Những con này bao hay bao chất cho quý vị mà bao quý vị nghe mê phê luôn. Tất cả các dòng nhạc cổ điển trữ tình Bolero em nó yêu hết. Đấy, những đôi loa cao cấp, những đôi loa này nó chất lắm. Mức giá 15.800.000 thì quý vị cứ cân đối, quý vị đi tham khảo thoải mái. Tham khảo thoải mái đi. Sau đó quay về với em. Nếu mà chỗ nào nó rẻ hơn thì quý vị cứ lấy. Quý vị tham khảo thoải mái. Em bán hàng ở đây mức giá báo cho quý vị là công khai, rõ ràng. Không có úp úp mở mở gì cả. Bác nào lấy được thì liên hệ cho nó nhanh. Vừa rồi là toàn bộ clip giới thiệu đến là quý vị 4 mã loa. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại là 0911 169 961 hoặc 0986 188 818. Em giao chuyển hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chút nữa em sẽ quay lại cái lô karaoke sáng ngày. Bởi vì sáng ngày chắc là hôm qua ở cái khí hậu ở đây nó nồm đấy. Em đặt cái máy ảnh